Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Và hôm nay vẫn là một video để hướng dẫn về Terraria. Thấy nhiều anh em vẫn còn rất là cháy với tựa game này nên mình cũng quyết định cháy theo anh em luôn, ok chưa? Thì hôm nay mình làm một video siêu ngắn luôn cho anh em để giới thiệu anh em một món đồ rất là ngon. Và nếu những anh em nào đã biết rồi thì thôi, còn những anh em nào chưa biết thì rất là vui khi mà anh em sẽ biết thêm điều này. Rất là thú vị. Và thực tế thì nó không không phải là một thứ gì đó quá quan trọng. Tuy nhiên là nó sẽ giúp anh em thêm tính trải nghiệm cũng như là thêm cái gọi là tìm cách gọi là tìm kiếm nguyên liệu cũng như là những cái thứ mà trong map dễ hơn. Rồi, thì đó chính là cái này. Nó gọi là cái binocular, là một cái dạng ống nhòm anh em, nó là một dạng ống nhòm thì nó sẽ giúp cái tầm nhìn của anh em nhìn rộng hơn. Thì có một số thứ có thể thay đổi, ví dụ như là cái scope X8 của cái hệ xạ thủ á, thì nó cũng sẽ làm được như vậy. Nhưng mà cái ống nhòm này là xịn nhất ha. Cái ống nhòm này nhìn rất là xa. Ví dụ như là mình sẽ bỏ nó, mình có nó thì mình bỏ nó trên hàng chờ hàng như thế này, thứ số 5 thì mình dùng nó để đó, mình sẽ bao gọn map rất là gọn để tìm khoáng sản cũng như là tìm những thứ, đặc biệt là khi mà anh em muốn tìm những thứ ví dụ khó khăn hơn, ví dụ như là cái bông hoa ha, cái bông hoa sen ha, để đánh boss Lantera thì cái này sẽ giúp anh em rất là nhiều đó, như anh em thấy rất là tiện ha. Rồi thì hôm sau mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em cách kiếm cái bông hoa Lantera dễ hơn, tại nhiều anh em cũng thắc mắc cái vấn đề tại sao là không có tìm được cái đó, khó tìm quá. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em trong video sau. Rồi, bây giờ mình sẽ demo cho anh em thử. Ví dụ như khi anh em kết hợp với lại, giờ mình sẽ tele đến một cái đoạn bất kỳ nhé. Đó, sau khi đó anh em ví dụ như anh em ở đây, sau đó anh em kết hợp với lại một thuốc, thuốc nhìn khoáng sản, sau đó anh em kết hợp với cái này thì anh em rất dễ dàng nhìn thấy những quặng khoáng sản mà anh em cần thiết. Ví dụ như đây là đồng nè. Đồng, đồng vàng, 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 bạc, đó, sắt đó. Thấy chưa? Anh em hiểu chưa? Mục đích của nó là vậy. Rồi. Rồi, và đến phần thứ hai thì làm sao để chúng ta có thể có được nó. Có nó cũng không quá khó anh em, và mình có thể có nó từ ở Rare Hatchmod luôn. Ở Rare Hatchmod thì rất đơn giản. Đơn giản thôi, chứ thật ra là anh em phải farm, farm nó thì mới có tỷ lệ rớt. Tại vì tỷ lệ nó rớt tầm khoảng từ 2,5% hoặc là 3 chấm mấy% đối với bản Expert Mod, hoặc là nhiều hơn đối với bản Master Mod. Và cái thứ chúng ta cần đó chính là con Eye of Cthulhu anh em nhé. Boss Eye of Cthulhu, một trong những con boss cơ bản đầu tiên. Mình sẽ chỉnh nó sang ban ngày. Ban đêm chứ, bậy bạ quá. Rồi, gọi boss ra thôi. Eye of Cthulhu. Đây là con Eye of Cthulhu. Thì nó sẽ có tỷ lệ rớt cái đồ này. Hiện tại là mình đang chơi ở chế độ gọi là Expert, nên là nó sẽ rớt một cái túi. Thì cái túi này, trong cái túi này nếu như anh em may mắn thì anh em sẽ mở ra nó. Ví dụ như đây mình sẽ mở thứ này. Không ra rồi. Đó, thì anh em phải farm thật là nhiều, ok không? Hiểu vấn đề chưa anh em? Đây, ở đây thì mình sẽ tiết kiệm thời gian một cách là mình sẽ mở test cho anh em coi nó có ra không, có tỷ lệ bao nhiêu. Nếu như mà tính được 3% thì anh em cứ tưởng tượng như là anh em đánh 100 con đi, 100 con thì chắc anh em mở được 3 lần đi. Ừ, theo tỷ lệ gọi là máy móc hóa đó. Còn thật ra thì mình thấy cũng chưa chắc đâu, tùy vào nhân phẩm nữa. Đâu rồi, Jisua, à King Slide, Eye of Cthulhu. Rồi, mở cho anh em xem nhé. Mình hiện tại đang có một cái Kula này, bây giờ mình sẽ mở thử cho anh em xem. Rồi, mở nè. Mở nè. Không có nè. Không có nè. Không có nè. Không có nè. Ê, anh em thấy không? Bốn cái ra nè anh em. Đó. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Hy vọng là cái video sẽ giúp anh em được cái gì đó. Bye anh em.